Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cũng đến chỗ anh Tèo và có review nhánh dưa ra ngoài quá tụng cây quế và cây me vàng và có báo giá chi tiết luôn nghe bà con. Anh Tèo ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Rồi chào anh Tèo, anh Tèo ơi. Dạ em chào anh Quắc, em chào anh LTK, em chào cô bác càng xa trên miền Tây Bắc nha. Ngày nay em có đem về một số quế và mai tàng nha bà con, để phục vụ cho bà con trên miền Tây Bắc. Cây số 1 là cây nguyệt quế nha bà con, không có thời giờ mất thời gian cô bác. Em tên Tèo, ở ấp An Phú Đông, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 038 9780 342, số đó là cũng số Zalo nha bà con, cũng ngày thường thôi. Rồi là cây, là cây số 1 nha bà con, một cây nguyệt quế lá chung thân sắn bông chùm nha bà con. Cây này nó có cái dáng ngộ ngộ quá bà con, em không biết kêu dáng gì luôn nữa. Chiều cao không đi em? Dạ em đo chiều cao. Chiều cao nó 1 thước 12 nha bà con. Dạ. Rồi em đo hoành thân. Hoành thân ở chỗ vị trí này nha bà con, là nó 55. Đế thì em không có đo bà con, đế em thấy bà con xem biết à. Rồi cây nguyệt quế lá chung thân sắn bông chùm cây số 1 này, muốn vô lưu bà con là giá 4,5 triệu nha bà con. Là cái lô này em cũng bao là 200 cây nha bà con. Cây mình bao sống anh? Dạ em bao sống, bao xếp tháng nha bà con. Em bứng về bữa nay nó ra tược nhóc luôn. Tại chung ra em để cho nó lâu lâu, đặng cho nó ra tược cho nó mạnh cây đó bà con, em mới lên. Là cây số 1 các bà con, là giá 4,5 triệu. Dạ, rồi. Rồi. Dạ, đã cây rồi. Đổi cây. À, tiếp cây là cây số 2 nha bà con. À, cây này là cây lá nhỏ nha bà con. Một cây nguyệt quế, lá nhỏ. Thân sơ ghi. Cây này rất đẹp bà con, lắc lượng rất đẹp luôn. Cái này bà con về gắn chăm tưới nước với cho nó kỹ nha bà con. Tháng này cũng lạnh nè, nó cũng hơi chậm ra. Với bà con về ghép á, ghép á thì nó cây nó mạnh khỏe hơn, nó mau mạnh lắm. Rồi em đo chiều cao. Từ đỉnh tới mặt bầu nó là 1 thước 20 giờ, bà con có 1 thước 12 nữa. Dạ. Rồi. Em đo hoành thân. Hoành thân em đo vị trí này nó là 65 nha bà con. Em đo thẳng thước nha. À, cây số 2. Cây này muốn vô lưu bà con là giá 11 triệu. Một cây lá nguyệt quế lá nhỏ cho bà con. Thân lắc lượng luôn. Cây này rất là đẹp. Rồi. À, tiếp theo là cây số 3. Cũng một cây nguyệt quế luôn mong bà con. Bông sai lùng lực. Cây này em cắt chỉ nhịp cho bà con. Đế thì nó khá đều. Cây này cây lá chung cho bà con. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao đó là 77 nha bà con. Từ đỉnh tới mặt bầu. Đo hoành thân. Hoành thân vị trí này nó là 55 nha bà con. Em kéo thẳng thước luôn nè. Rồi cây này em muốn vô lưu bà con là giá 3 triệu. Là cây số 3 nha bà con. Số 3 3 triệu luôn. Nguyệt quế lá chung thân sắn bông chùm. Cây số 3. Rồi. Rồi. Tiếp theo là cây số 4 nha bà con. Cây số 4 này nó có cái nồi đế nó quá trời ok luôn. Thân thì lắc lượng luôn. Cái này về bà con ghép á bà con ơi. Ghép là về tới bà con ghép là vừa luôn rồi đó. Tháng lạnh này nó cũng nó chậm ra lắm.
chậm ra hơn tháng vừa rồi. Đế thì quá trời ok luôn. Cây này chiều cao 1m6 bà con ơi. Thân lắc lượn rất là đẹp luôn. Hoành thì to. Rồi, em đo hoành thân vị trí này đi. Là nó 63 nha bà con. Hơn nhưng mà em tính 63. Cây này nó bộ đế nè bà con thấy là thấy điệu luôn. Đế đế bonsai nha bà con. Đế nó không có to nhưng mà nó đều. Dày luôn á. Rồi, cây này em cũng có nói gì luôn. Nè, nó có một cái dấu lũa nhẹ cho này nha bà con. Bạn khoảng cả hai ngón tay mình. Đây. Lũa hồi nhỏ nha bà con. Rồi, cây này muốn vô luôn bà con là giá 10 triệu. Em bao 200 cây số. Bầu rồi đừng kính bầu. Đừng kính bầu nó 76 nha bà con. Bầu rất là lớn. Cây này trung bình nặng nó khoảng có 250 kg. Và cây số 3. Cây số 4. Số 4 chứ. Rồi. Đổi phôi. Hả? Quên. Cây số 4. Tiếp tục là cây số 5 nha bà con. Cây này cây số 5. Cây này em cắt gì thôi cho bà con, vì bà con cắt lại giùm em nha. Cây này nó có cái dáng dạng, nó dạng như một chực một bay vẫn được đó bà con. Nhưng mà em cắt kiểu này mình chơi như tàng đa vậy đó. Một cây ngày cuối, lá chung, thân sắn bông chùm này. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao là 1m50 bà con ơi. Cây này một gốc mà nó hai thân nha bà con. Cây này nó rất là to. Rồi để em đo hoành thân. Chỗ nào nhỏ là em đo nha bà con. Là nó 81 hoành. Đường kính bầu nó là 78. Cây này rất nặng nha bà con, khủng luôn. Rồi. Rồi, ngay cái kẻ này nó có một con. Dạ không, cái này cũng như là hai thân á, nó có cái kẻ gì nè. Hai thân nha. Dạ dạ. Không phải một thân chứ, nó có cái kẻ nó lộn, nó lộn. Và cây số 5. Rồi, cây này muốn vô luôn bà con là 16 triệu nha. Nó to lắm bà con ơi. Một gốc người quế 81 hoành này là nó to lắm, là cây số 5. Lá chung, thân sắn, bông chùm. Khủng lắm. Dạ, dạ. Rồi. Và tiếp theo là cũng một cây nghiệp quế lá chung, thân sắn luôn. Thân như quế, thân như là sơ ghi. Cây này rất là đẹp nha bà con. Đế thì thôi đều luôn. Ơ đụng đụng đụng. Đây là cây số 6 nha bà con. Này cao bao nhiêu anh? Quên em bơi chiều cao. Chiều cao nó tầm khoảng 1m8 nha bà con. Là cây số 6. À, cây này nó có cái lũa đó nha bà con. Nó cũng có lũa luôn. Nó lũa hồi trước nha bà con. Nhưng mà nó đã cứng ngắt hết trơn rồi. Em về em khui ra là nó cứng ngắt hết trơn luôn. Này mình xử lý rồi ha. Dạ em xử lý rồi. Em chét keo chế của em á. Quay xíu ha. Dạ dạ. Em chế keo á. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Có dấu chày nữa anh. Dạ cái dấu này nè cũng bên đây đó. Mà nó cuốn vô hết trơn. Mà cây này mạnh thiệt luôn. Vận chuyển hay gì? Dạ, không phải cái này nó chạy cũ á. Dạ. Nó không có gì hết. Rồi để em đo hoành thân. Hoành thân đo vị trí này nha bà con. Là nó 66. Dạ. Rồi cây số 5 này muốn vô luôn bà con là giá 6,5 triệu. Cây này nó khá đẹp lắm nha bà con.
Cây này cây số 6. Rồi, cây số 6 giá 6 triệu rưỡi ha. Rồi, giá 6 triệu rưỡi. Lô này mình bao ship à? Dạ, em bao ship 200 cây số anh. Rồi. Nguyệt quế lá chung. Thân sắn bông chùm luôn, một cốt luôn, gót ngọn luôn. Cây số 6. Rồi, đổi phôi. Tiếp theo là cây số 7. Cây này cây số 7 bông sai lùng lực nha bà con. Thằng nó thằng Sigi nó có bẻ, có bẻ bẻ đó. Nó đẹp lắm. Cây này khá đẹp luôn á. Đế thì thôi, đều hết. Rồi, em đo chiều cao. Từ đỉnh tới đây là nó 1 thước 29 nha bà con. Rồi, em đo hoành thân. Hoành thân vị trí này nó là 70. Nói chung em cao thẳng thước luôn á. Đây, để em đo độ thoát thân đó. Độ thân bên đây nó là 22 nha bà con. Cái này nó cũng có một cái dấu như hồi đó bị cái cây ngã vậy á. Nó mà nó không sao chứ á. Bình thường. Chốc vỏ ha. À, nó chốc vỏ bình thường nhưng mà nó cuốn mép vô hết trơn rồi. Đâu là thời nào em cũng không biết luôn. Em mua của cô bác á. Rồi là cây số 7 nha bà con. Cây này muốn vô luôn bà con là giá 12 triệu. Là cây số 7. Cây số 7 nha bà con, cây là đường kính bầu đó. Đường kính bầu nó 85 nha bà con. Là cây số 7. Giá 12 triệu. Rồi. Đổi phôi. Rồi tiếp theo là cây số 8. Cây này cái thân nó lắc lượng. Lắng quắng. Cây này cây số 8 nha bà con. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao nó 1m6 bà con ơi. Một thân một cốt. Cây này khá đẹp. Rồi em đo cái hoành thân. Em đo hoành thân vị trí này nha bà con. Là nó 56. Bây giờ bạn quay vô cũng được. Là cây số 8 nha bà con. Rồi cây này em nhúng vô luôn bà con là giá 7 triệu. Là cây số 8. Cây này không có gì hết. Có một cái là nhỏ nó chơi nó chơi nó dằn dỏng á, chạy. Nhưng mà nó cuốn là lâu dữ lắm rồi. Vậy là cái này dấu chày. Dấu chày của mấy đứa nhỏ. Mày cũng xử lý luôn mày. Dạ em cũng xử lý, em tha keo là cái này em là làm rất là kỹ luôn. Cái đó là chủ vườn chứ không phải tay em. Nhưng có một chút cái gì mình nói, mình chỉ cho bà con thấy. Rồi giá luôn ha. Rồi. Là cây này không nói nhiều rồi. Là cây số 8. Là giá 7 triệu phải không? Chết mộ tôi kêu như quên rồi trời. Hơi lỡ rồi, kêu lại đi. Dạ giá 7 triệu. Phát kêu lại không anh? Dạ à, có đúng rồi, đúng giá em kêu 7 triệu. Bà 200 cây số. Là cây số 8 nha bà con, giá 7 triệu. Dạ, rồi. Nếu mà có kêu lộn thì cho sót rồi bà con cũng cảm cho em. Quên. Rồi. Tiếp theo là cây số 9 luôn. Cũng là một cây nguyệt quế. Thân sắn lá chung bông chùm. Cây này có cái dáng nó bye bye. Cây này nó khá cây lắm, đế thì khỏi nói luôn. Rất là đẹp. Rồi, để ngang vậy đi. Rồi, từ đây anh. Dạ đó. Rồi, em đo cái cành phóng ra, cành mình phóng ra đây. Cành phóng nó là 1 thước 2 nha bà con. Chiều cao nó là 1m1.
Hoành Thăng em đo vị trí này nó là 70 luôn. Em đo chung là em kéo thẳng thước không nha bà con. Độ rót thăng nó là 35. Đường kính bầu nó là 77. Xin dòng đế. Dạ, đế thì quá trời đẹp luôn. Con cái là nó bị lũa. Lũa chỗ này nè. Lũa đâu rồi, cũng một lô luôn đó. Có 3 cây lũa của bà cô, bà chồng. Dạ, nó lũa cũng cạn à. Em xử lý gọi trên à. Không ảnh hưởng gì hết á, cây sống khỏe, sống tốt luôn. Rồi, cây số 9 này muốn vô luôn bà con là giá 8 triệu nha. Cây số 9 giá 8 triệu. Em bao 200 cây số nha bà con. Rồi số điện thoại của em là 038 9780 342. Số đó cũng có số Zalo em cháu nha bà con. Mong bà con xem kênh và ủng hộ cho Tèo và kênh. Rồi. Rồi em hết quế nha bà con. Tiếp theo là mai vàng. Mai vàng, mai tàn. Cây này nó quá trời đất cao bà con ơi. Hết quay được luôn rồi. Thôi quay đây đi. Đỡ đỡ đi, quay đỡ đỡ gì đi. Tàn rất là đều nha bà con. Ở lô này em về được 2 cây bà con ơi. 2 cây mai tàn như vậy. Bà con nếu chốt được 2 cây này trồng 2 cửa nhà là như ý luôn. Cây này tầm cao là từ 4 mét nha bà con. Tán ngang là 3 mét không đó. Cao là 4 mét. Tán ngang là 3 mét. Cái kia trước rồi, cái kia. Giống mai xù hay là mai thường á? À, giống này giống mai xù. Giống mai xù luôn ha. Dạ cũng giống mai xù anh. Cái lô mai này người chú nói là ông chồng mới có 8-9 năm vậy à. Rồi. Em nhìn anh đo coi giờ. Em đo Hoành Thăng vị trí này nha bà con. Là nó 40, 41 còn tính 40. Dạ. Độ rót thăng đó là nó 66 nha bà con. Cây này trên cành thấy rất là đẹp. Cây này rất là nặng, rất là cao. Mấy cặp này bà con nếu mà có chốt lại được em giá em đó, thì bao bằng xe tải bà con ơi. Chứ gửi bưu điện chắc cái tiền năng hết quá. Có dữ lắm. Búp búp luôn ha anh Phan. Dạ. Dừng lại luôn này. Bông nè. Đây đây đây, nhánh này. Đây, đây. Dạ. Nụ bông dữ lắm luôn nè. Nó nằm trong lá không à. Trong lá không ha. Nằm trong lá không à. Bông dữ lắm. Dạ. Cây này cao lắm nha bà con. Chắc búp búp rồi nằm trong dạ. Lá nha bà con. Cái dung bông nó nằm trong lá không. Ra được xong nếu mà anh em cô bác nào chốt quá thì em sẽ lặt lá cho nó gọn. Bây giờ bà con gắn chăm nước vô. Rồi cây số 10 này em muốn giao lưu bà con là giá 9 triệu nha. Một cây mai vàng phong cao, cây số 10. Ghi lẹo. Rồi đổi phôi luôn. Quay không được trời. Cái cây số 11 ha. Dạ tiếp tục là cây số 11. Tiếp tục là cây số 11 cho bà con. Chặt quá bà con ơi, quá trời. Cây này cây số 11 cho bà con, một cây mai vàng, một cốt, phong cao. Cây này chiều cao là nó khoảng có 2m7 á. Cá ngang nó là khoảng 1m5 cho bà con. Trên cành này thấy rất là đều, giống là giống mai xù. Dạ, trời. Dạ, nó nhỏ mà nó lên, nó chơi mấy cục đạn keo hết trơn. Dính tàn lên xù ha. Dạ, nó đang lên xù. Dạ, rồi. Rồi, hoành luôn đi. Dạ, em đâu hoành.
Bình Thăng em đo vị trí này nó 27 nha bà con. Và cây này cây số 11. Độ đốt cân nó có 18 rồi bà con. Rồi cây này muốn giao lưu bà con là giá 2,7 triệu nha bà con. Là cây số 11. Bông nó trong kẹt không luôn anh nè. Quá trời luôn nụ bông. Là cây số 11 này muốn giao lưu bà con là giá 2,7 triệu nha bà con. Em bao 200 cây số. Rồi, đổi thôi. Đợi đi. Dạ, cây số 12. Dạ, tiếp tục là cây số 12. Rồi, cây này cây số 12 nha bà con. Cây này nó nhỏ chứ nó xù hết trơn bà con ơi. Rất là đẹp luôn. Tàn này em chưa kéo ra thì bị em bó dây nè. Bó dây giờ nó dính vô quá. À, cây số 12. Cũng giống xù luôn ha. À, giống xù luôn. Nè nó lên luôn nè anh. Nó có luôn anh. Có bằng chứng bằng chữ thật luôn. Ở trên đầu có cục dài xuống luôn. À, để em quay cái xù trong đây cái. Nè đó. Nè thấy không? Nè. Dạ, 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 dạ. Nó xù nè. Rồi. Dạ. Là cây này cây số 12 cho bà con. Cây số 12. Ghi để coi quên. Rồi, em đo Hoành Thân. Hoành Thân vị trí em đo vị trí này nó là 30 nha bà con. Có độ đốt cân đó là cũng 29. Rồi cây số 12 này muốn vô luôn bà con là giá 2,5 triệu. À, cây này nó cao nó cũng tầm khoảng 1,4 m nha bà con. Tán ngang đó là 1,2 m. Tán lá đó. Trên đó bà con nhưng mà em nó 1,2 m thôi. Là 2,5 triệu nha bà con. Là cây số 12. Rồi đổi phó luôn. Rồi tiếp theo là cây số 13. Cây này nó cao cũng bằng cây gọi nha bà con. Tán ngang này nó khoảng có 2,5 m. Nó nhỏ hơn một chút. Tông cao ha. Dạ cao. Cao nó cũng có bằng cây gọi. Cũng tầm hơn 3 m. Từ 3,5 m tới 4 m nha bà con. Cao dữ lắm. Không 4 m đi ha. Dạ dạ từ tầm 3,5 m tới 4 m. Cái cây này cây vừa rồi là một cặp được đó bà con, là cây số 9 với cây số 10. Cây này là cây số 13 nha bà con. Mai vàng tàn. Rồi nó cao đụng tới đọt dừa luôn nội ơi. Dữ thiệt. Rồi em đo Hoành Thân. Hoành Thân em đo vị trí này nha bà con. Là 41. Dạ. Khó khăn thử anh. Độ đốt thân nó là 90. Nó cao cây gọi 3 tấc nha bà con. Đường kính bầu. Đường kính bầu nó là 65. Rồi cây số 13 này muốn giao lưu bà con là giá 8 triệu. Anh em nếu chốt được cặp thì bình thư lượng cho bà con. Nhánh nó chẳng chưa cắt, dày chưa cắt ra quá trời luôn. Rồi cây số 13. Rồi đó rồi. Rồi đổi thôi. Rồi tiếp tục là cây số 14 các bà con. 8 triệu. Cây này là cây số 14. Cây này cái tàn đông đặc rất là đẹp nha bà con. Rất là đẹp luôn. Cây này chiều cao nó cũng có 2 m. Tán ngang nó 1,5 m luôn bà con ơi. Cho nó dư đi.
là cây số 14. Bông quá trời bông luôn. Anh coi nụ cái ở này. Em chưa kéo cái tàn ra nữa đâu. Nụ cái này nè, dày trong này hết trơn luôn. Nó nhỏ, nó còn hơi nhỏ ha. Dính dính theo. Lá, nó dính theo vàng lá nụ á. Dạ. Dữ lắm luôn. Dữ lắm cây này. Mình về mình ráng chăm nước vô là cây này tết bông dữ lắm luôn. Rồi, em đổi Quỳnh Thân. Quỳnh Thân em đôi vị trí này nó là 32 nha bà con. Thẳng thước luôn nè. Tổ thoát thân nó là 20 đi. Cũ rất là đẹp luôn. Là cây số 14. Cây này muốn vô lưu bà con là giá 3 triệu nha. Là cây số 14. Rồi, đổi phôi. Rồi, tiếp theo là cây số 15 nha bà con. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó dễ thương quá trời luôn. Xù. Xù mini. Thấy cưng đó. Là cây số 15. Cây này nó cao 1,5 m đó bà con ơi. Tán ngang nó 1,2 m. Xù. Mini. Cây mini, cây nhỏ, cây sinh viên nè. Cây này nhỏ nhưng mà nó dễ thương quá trời luôn. Cũng đang ra búp ha. À, ra búp cà bông dữ lắm. Nó một nguyên một lô á anh. Nó giấu bông á, tại vì nó còn nhỏ nó giấu bông lá nó quá trời lá. Nó theo mặt lá không em? Dạ, theo mặt lá, dạ. Rồi, cũng đang lên xù. Dạ, đang lên xù nè, nó lên nè anh. Em nói cái lô này lô mai xù không ạ? Nó lên, nó nhỏ, cây nào nó lên trước lên sau vậy đó. Quay xíu qua tí nữa. Đó. Nhỏ dễ thương lắm. Rồi, để... rồi em đo cái Quỳnh Thân. Cây này Quỳnh Thân to à. Quỳnh Thân thứ 25 mà bà con ơi. Đây đổ đất thân nó đây. Đổ đất thân nó 22. Đường kính bầu nó 52. Cây này mình vô chậu 7 rồi giờ ngon á bà con. Cho nó lớn lớn, cho nó rộng rộng, cho nó nó sống, nó có rễ ra nhiều chút, nó khỏe cây. Rồi cây số 15 này em muốn giao lưu bà con là 1,9 triệu nha. Là cây số 15. Em bao 200 cây số nha bà con. Số điện thoại của em là 0389780342. Số đó cũng là số Zalo của em cháu nha bà con. Rồi. Tiếp tục là cây số 16. Ok. Cây 16 là cây cuối clip nha bà con. Dạ mong bà con xem kênh và ủng hộ. Là cây số 16. Một cây mai tàn. Ê, một cây mai phôi chứ. Một thân một cốt không cao. Nó lộn luôn. Rồi là cây số 16 là cũng cây cuối clip nha bà con. Mong bà con xem kênh và ủng hộ luôn. Rồi em đo Quỳnh Thân. Quỳnh Thân vị trí này nó là 32 nha bà con. Ủa, còn cái nữa hả? Rồi. Cao là 2 mét bà con ơi. Xen vòng cũng đi, xen vòng đế luôn đi. Rồi. Vậy là em nó lộn. Cây này cây số 16 nha bà con. Rồi cây này muốn giao lưu bà con là 1,6 triệu luôn. Rồi. Cây số 16. Rồi, tới cây 17 đi ha. Dạ dạ. Ồ cái cây này như quay rồi mà. Chưa hả? Để mình nhớ tính nó quay rồi. À, cây là cây tiếp tục là cây số 17 nha bà con. Cũng là cây cuối clip. Em nghĩ cây này quay rồi không bà con ơi. Em xin lỗi. Cây này cây số 17 nha bà con. Là cây cuối clip luôn. Dạ. Yeah. Nó đụng ra. Rồi, mới rồi. Rồi, đưa anh đi.
Ủa, cây này nhớ quay rồi mà ta. Bông nó dữ lắm, bông rồi nè. Anh thấy bông nó dòm hết nụ hồn luôn, trong lá không à? Trong lá không ha. Dạ, nụ dữ trời đó. Rồi, em đo Quỳnh Thân. Quỳnh Thân em đo vị trí này nha bà con. Là nó 27 quành. Cũ nữa nè. Cũ nó nở 45. Cây này nó tán ngang là 1 mét rưỡi, cao là 2 mét rưỡi đi bà con ơi. Nó dư rồi mà chứ nó không có thiếu đâu. Là cây số 17 là cũng cây cua liếp nha bà con. Rồi cây này muốn vô lưu bà con là giá 2,8 triệu. Em bao 200 cây số. Số điện thoại của em là 0389780342. Số là cũng số Zalo của em cháu nha bà con. Là cây này, cây cua liếp. Dạ, cuối clip thì em cũng chân thành rất cảm ơn cô bác Càng Xa đã ủng hộ em vừa qua. Mong cô bác ủng hộ em cho hết clip này, em có động lực vô vườn phục vụ mua cây đẹp gì phục vụ cho bà con. Dạ, em chân thành rất cảm ơn. Rồi, em chào anh Tèo luôn. Rồi, kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Nhớ cây nó quay rồi mà. Và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.